nay mình đi câu cá rô cá trê tiếp nha mọi người. Câu ở con kinh lớn này nha. Này dài thì múc phía kia luôn, này dài múc trên kia luôn. Xong mình cũng ở đây con trâu mình cũng lớn lắm mấy mọi người. Đó, mình câu ở điểm này nha, mình đang làm dùng lên nè. Đó là lục trống nha mọi người. Rồi để mình quay cho mọi người xem nha. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc bên gia đình mình nha. Mọi người. Câu lỗ này nha. Đó, lỗ này nè. Thấy không? Sông lớn mọi người. Mọi người ăn thấy không mọi người? Lôi vào. Lôi vào. Đây đây đây. Để dài nha mọi người. Em đầu tiên tia vàng ngon quá rồi người ơi, em đầu tiên tia vàng nha. Đây mọi người, đầu tiên nha. Khai trương tia vàng, ok quá ngon hả mọi người. Tạm dừng mình quay tới móc mồi nha mọi người. Chơi nữa mọi người ơi. Xem thổi màu dữ ta. Chơi nha mọi người. Hai em. Phải trường quá lý, quá lý. Chơi nữa nha mọi người. Hai em nữa nha. Chơi dần ra luôn hả mọi người. Gửi nha mọi người, coi màn hình bên sống ngoài quá. Rồi mọi người, xuống xuống. Hai em rô với hai em trê nha mọi người, ngon quá. Đau đầu nha mọi người,
quá đã. Mồi Đồng Nai mọi người ơi. Có ngồi chứng kiến nha mọi người, này có chứng kiến không, không có mua giấy, này không mua giấy nên có chứng kiến không mọi người. Rậm quá là nó có đâu có để nó quay quay sát mà xem được, được thông cảm nha, để quay vậy thôi mọi người, người thông cảm mình nha. Đi vàng nha mọi người, đi vàng nha. Đi vàng nha mọi người. Giờ kiên hát hát nhạc á, sợ dính bản quyền mọi người, có gì hả nãy có tắt tiếng mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Chào mọi người nha, giờ ta hát quá, tắt nha mọi người, rồi chào mọi người nha.
Ôi ơi, đá mày ơi. Rồi thấy cá rô, rô đồng hết biết không? Rô đồng nha mọi người. Rồi rồi cá rô đồng. Xúc xuống, xúc xuống. Rồi bây giờ cũng nhờ anh câu rô rô nhỏ mọi người, mình dính cái sang cá rô bự nè. Rồi rung không. Mình thấy cá rô. Cá rô hải hùng mọi người ơi. Rồi rồi cá rô đồng bự. Ừ ơi cá rô cụ người ơi, cái rô đồng, cái đầu già hết không, rô đồng nha mọi người, nhỏ con chát này dính trường cá sung sướng đây mọi người ơi. Đã cá ui sướng mọi người ơi, sướng rồi, cá này cái môi bị gì biết, sướng rồi mọi người ơi, không ngờ cái lực cũng nhỏ con chét dính cá rồi phải biết rồi, đã mọi người ơi, để mình tháo ra nha mọi người, rồi sướng sướng rồi, cá rô đồng phải nói